Xin chào các bạn, mình là Lầu. Mình đang với anh Steven. Anh ấy đến từ nước Anh. Đang Hello. Đi thăm khu vườn trà cổ thụ ở Hà Giang mình. Sắp tới trà mang thương hiệu Việt Nam sẽ được bán rộng rãi khắp thị trường London. Các bạn đã thấy ở đây rất là nhiều trà cổ thụ nhé.